Rồi, hôm nay xong cái lồng chim. Đấy. Mỗi chiều 3 mét. 3 x 3 nhân 2 mét rưỡi, chiều cao 2 mét rưỡi. Đấy. Và xong toàn bộ phần lưới. Khung, bây giờ là còn bố trí lồng chim, chuồng chim với lại nội thất bên trong. Để khóa, cửa khóa. Đó. Đây chỗ để cho chim uống nước. Tao phải lắp cái máy lọc nước nữa. Đó, bố trí cây. Đó. Kia là cam an ninh. Đây mới lắp một cái, sau lắp hai cái. Đó. Cam. Còn đây là toàn bộ chỗ này xong để dàn để mấy cái lồng để cho trào màu với lại các loại chim đẹp. Mỗi chiều 3 mét. Động thoải mái. Thả mỗi loại chim một đôi. Thả độ 5-6 loại. Nuôi trong này.
chiều 3 mét. 3 x 3 nhân 12 mét rưỡi, chiều cao 2 mét rưỡi. Đấy. Quay xong toàn bộ phần lưới khung, bây giờ là còn bố trí lồng chim, chuồng chim với lại nội thất bên trong. Đây khóa, cửa khóa này. Đó. Đây chỗ để cho chim uống nước. Tao phải lắp đấy nữa. Lắp máy lọc nước nữa. Đây, bố trí cây. Bên kia là cam an ninh. Đây mới lắp một cái, sau lắp hai cái. Đấy. Cam. Còn đây là toàn bộ chỗ này xong để dàn để mấy cái lồng để cho trào màu với lại các loại chim đẹp. Mỗi chiều 3 mét rộng thoải mái, thả mỗi loại chim một đôi, thả độ 5-6 loại nuôi trong này.